Cây lục lạc để làm thuốc. Lấy gì thuốc cái gì? Lấy cái hạt. Cái hạt quả nó lấy cái hạt. Sao làm thuốc. Thế là cây cây dài đúng không? Ừ, ngày xưa nó là cây dài. Bây giờ thì nó dùng thuốc. Cái hạt đấy nó có chứa một số độc tố. Dùng độc trị độc. Thuốc ra nó trong cái cây này. Đúng rồi. Mà cây lục lạc vàng. Đây trồng hàng rào chứ đâu phải trồng đâu. Mua trồng nước cài mấy hàng, có cả hàng kia nữa không? Máy rồi, cơ giới ngoài nào cũng giới bạn thì giờ máy á, còn mấy thằng bạn có ba rửa thôi, mấy mới đi học mua máy bút rồi về mua máy làm. Đây còn heo không chứ, thấy mấy cái đồi khu Bảo Lộc kia đồi gốc cao không à, Win.
Ờ đi đi đi. Cái dốc rất là cao và sơn, hôm nay là trời lắng nên là đỡ, nhưng mà đi hai người nó khó hơn là đi bộ. Rừng cà phê, đồi cà phê, cả khắp nơi đây, những cái muồng từ thời còn rừng không, người ta phá để người ta trồng cà phê các bạn, muồng rất là to. Hả? Cái điện ở đâu? Cái chặn làm cái ao á. Đó hả? Cái chặn này đoạn ở bên cái hồ thì điện làm ao luôn. Khó không? Cái vườn cà phê đang ra hoa, mùi rất là thơm. Thank you.